Nhận định bóng đá Indonesia với UAE, 23 giờ 45 phút ngày 11 tháng 6, đang đua vị trí đầu bảng cùng Việt Nam, nên đào tạo UAE bằng mọi giá phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này mới có thể nuôi hy vọng. Thực tế, tuyển Indonesia khó làm nên bất ngờ. Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải ở trận đấu sắp tới với Malaysia vì án treo giò, trong khi đó khả năng ra sân của Tuấn Anh còn bỏ ngỏ. Ngôi sao thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai dính chấn thương lật cổ chân sau cú xoạc bóng bằng cầm giày của cầu thủ Indonesia vào rạng sáng ngày 8 tháng 6. Thế nhưng khi đấu Malaysia vào ngày 11 tháng 6, Việt Nam vẫn hoàn toàn ở thế chiếu trên. Trên sàn giao dịch, Việt Nam chấp âm 3/4 theo handicap trước giờ bóng lăn. Thống kê cho thấy, 3 trận đối đầu Malaysia trước đây xuất hiện chỉ số tương tự. Việt Nam toàn thắng mà không để thủng lưới. 5 lần chạm trán Malaysia gần đây, Việt Nam thắng 4, hòa 1. Malaysia sau 6 lượt trận tại bảng G vòng loại NURDCUPO 2022 khu vực châu Á mới giành được 9 điểm sau 6 trận, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm. Malaysia buộc phải thắng ở trận đấu sắp tới mới có hy vọng giành vé đi tiếp. Đối thủ bị dồn vào thế bị động, huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ có đủ các phương án tốt nhất để bắt bài. Cộng soi tỷ lệ kèo châu Á, 5 trận đối đầu Malaysia gần đây, Việt Nam thắng kèo châu Á 4 lần. Hai trận gần đây Malaysia toàn thua cả về tỷ số và kèo châu Á. Trong khi đó 12 trận vừa qua tính trên mọi đấu trường, Việt Nam thắng kèo tới 11 trận. Chọn Việt Nam, cộng soi tỷ lệ kèo tài xỉu. 4/5 trận đối đầu gần đây giữa Việt Nam với Malaysia khép lại với tối đa 2 bàn trận. Trong đó 3 trận Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Bổn cũ được dự đoán sẽ soạn lại ở trận đấu sắp tới khi thầy Park luôn dùng sự thực dụng để khắc chế những đối thủ sẵn sàng dâng cao tấn công như Malaysia. Chọn xỉu.